Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 ngày 25 tháng 3, anh Trương Văn Mạnh, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59C1-17284, lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ cầu Khánh Hội về đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1. Khi còn cách đường Nguyễn Hữu Cảnh khoảng 100m, thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn chở xăng do tài xế Phạm Văn Viễn, 33 tuổi, quê Ninh Bình điều khiển đang chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông bị xe bồn kéo lê vào gầm, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân nằm cạnh xe bồn, hư hỏng nhẹ, giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. Nhận được tin báo, đội xử lý tai nạn địa phương có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong cũng có mặt điều tiết và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn có công trình đang thi công nên xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng khám nghiệm xong hiện trường, di chuyển xe bồn ra khỏi khu vực tai nạn để tránh ùn tắc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.